GSGO xin được chào các bạn. Kể từ cuối năm 1939 cho tới đầu năm 1941, thông qua những chiến thắng liên tiếp nhờ phương thức chiến tranh chớp nhoáng và thông qua việc ký kết hiệp ước với các quốc gia khác trong giai đoạn đầu của Thế chiến II, Đức Quốc xã đã chinh phục và kiểm soát phần lớn lục địa châu Âu. Lúc này, các tiềm lực quân sự của Đức đã được huy động đến mức tối đa. Adolf Hitler và các nhà hoạch định quân sự của Đức Quốc xã đều nhất trí rằng đây là thời điểm vàng để sử dụng chiến tranh chớp nhoáng tấn công Liên Xô, hòng mang về chiến thắng quyết định và kết thúc cuộc thế chiến. Với sự tự tin cao độ, ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức dẫn đầu phe trục mở một chiến dịch tấn công Liên Xô với mật danh là Chiến dịch Barbarossa. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công quy mô và đẫm máu nhất trong lịch sử nước Đức, với tham vọng ăn tươi nuốt sống Liên Xô khi áp đảo vượt trội cả về quân số ban đầu, phương tiện vũ khí lẫn trình độ chỉ huy. Đức cho thành lập 3 cụm tập đoàn quân, bao gồm cụm tập đoàn quân phía Bắc, cụm tập đoàn quân phía Nam và cụm tập đoàn quân trung tâm, với mục tiêu chung là ưu tiên phá hủy phần lớn sinh lực địch và trở thành nỗi ác mộng mùa hè cho Hồng quân Liên Xô, sau cùng sẽ chiếm đóng thành phố Leningrad và thủ đô Moscow. Trong những giờ đầu tiên của chiến dịch Barbarossa, trên đường hành tiến đổ bộ vào Liên Xô, cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức đã bất ngờ quyết định tiến hành một trong những trận tấn công đầu tiên trong chiến dịch, với mục đích vừa để khích lệ sĩ khí binh sĩ, củng cố thêm niềm tin của họ vào chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng, đồng thời để bắn một tín hiệu khiêu khích, phô trương sức mạnh gửi đến Hồng quân Liên Xô. Với sự tự tin chiến thắng ở mức tuyệt đối, trận tấn công pháo đài Brest, một trong những căn cứ phòng thủ quan trọng của Liên Xô, đã chính thức được người Đức châm ngòi nổ. Pháo đài Brest được xây dựng tại cửa ngõ biên giới giữa Liên Xô và Ba Lan, nằm trên một hòn đảo lớn được bao bọc bởi hai nhánh của sông Bug và sông Mukavets. Lợi dụng địa hình của hòn đảo, các kỹ sư Nga Hoàng đã cho xây dựng một pháo đài giáp hai mặt sông. Quanh pháo đài là hai lớp thành lũy bằng đất vô cùng kiên cố, lớp ngoài cao khoảng 6m, lớp trong cao khoảng 10m, hình thành 8 góc nhọn nhô ra ngoài. Tổng chiều dài các lớp thành lũy lên đến 6,4 km. Nhìn chung, pháo đài gồm 4 phần, bao gồm một khu trung tâm hay còn gọi là thành nội cùng với 3 cổng lớn: cổng Terespolski ở phía Tây, cổng Brest ở phía Bắc và cổng Khom ở phía Nam. Bên trong pháo đài được xây dựng rất nhiều kho vũ khí, kho đạn và kho lương thực. Đặc biệt, dưới nền các tòa nhà bên trong pháo đài là một hệ thống hầm tránh đạn gồm 500 căn hầm xây cuốn, có các cửa thông nhau từ hầm này sang hầm khác. Từ khi khánh thành vào mùa hè năm 1842 đến trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, pháo đài Brest được coi là một trong các căn cứ quân sự có tính năng phòng thủ rất mạnh. Với lớp thành lũy kiên cố, luôn có pháo binh bảo vệ, cùng hệ thống hầm tránh đạn phức tạp, pháo đài Brest thời điểm đó luôn được xem là một thành trì bất khả xâm phạm. Hồng quân Liên Xô chỉ cần một đội quân với số lượng ở mức trung bình, cố thủ trong pháo đài vẫn có khả năng đánh bại hoặc phá hoại nặng nề một đội quân của địch với số lượng đông gấp nhiều lần. Vào giai đoạn Thế chiến II, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lĩnh vực quân sự phát triển chóng mặt, cũng là lúc pháo đài Brest mất đi rất nhanh thuộc tính lì đòn của mình. Đặc biệt là khi các cường quốc quân sự trình làng những đội quân lên đến hàng triệu binh sĩ với các khí tài chiến tranh căng đét như xe tăng, máy bay ném bom, pháo hàng khủng, thì pháo đài có phần trở nên lỗi thời. Nó trở thành một địa bàn tác chiến hẹp gắn với phương thức phòng thủ thụ động tại chỗ và dễ bị đối phương cô lập, dễ bị tiêu diệt một số lượng lớn sinh lực bằng các loại hỏa lực hiện đại. Mặc dù vậy, Liên Xô vẫn xem pháo đài Brest như là con trai cưng của mẹ khi đề cao sự kiên cố của pháo đài và cố gắng nâng cấp nó để đưa vào kế hoạch phòng thủ biên giới trước khi Thế chiến thứ hai bắt đầu. Đáng buồn là kế hoạch đầu tư cho đứa con cưng của Liên Xô chưa kịp tiến hành thì cuộc chiến tranh đã nhanh hơn một bước. Pháo đài Brest bước vào Thế chiến thứ hai như một người lính chưa kịp mặc giáp. Vì thế, ngay trong những giờ đầu tiên của chiến dịch Barbarossa, Đức Quốc xã đã quyết định sử dụng chiến thuật tận dụng tối đa yếu tố bất ngờ, ưu thế tuyệt đối về binh lực, vũ khí, pháo binh và không quân để đánh chiếm pháo đài với tham vọng sẽ khiến khu vực này thất thủ chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ kể từ khi nổ súng. Biện pháp tác chiến của Đức là sẽ liên tục xả hỏa lực pháo, bom với mật độ dày đặc lên pháo đài, phá hủy các hệ thống phòng thủ và làm tan rã tinh thần quân đồn trú của Liên Xô. Cuối cùng sẽ dùng bộ binh để xử lý nốt phần còn lại. Thậm chí trước khi chính thức tấn công pháo đài Brest, phía Đức còn thực hiện một bước đi khôn ngoan, đó là cử lực lượng mật thám của mình trà trộn vào các khu vực xung quanh pháo đài để cắt đứt đường dây liên lạc chính và chiếm lĩnh các hệ thống truyền tin của Liên Xô. Điều này đảm bảo rằng những sĩ quan Hồng quân bên trong pháo đài sẽ bị mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài và không có khả năng nhận thêm tiếp viện. Nhiệm vụ đánh chiếm pháo đài Brest của Đức Quốc xã được giao cho sư đoàn bộ binh 45 với quân số khoảng 17.000 binh sĩ do tướng Fritz Lipper chỉ huy. Phối hợp cùng sư đoàn bộ binh 45 còn có các sư đoàn bộ binh 31 và 34 với quân số khoảng 20.000 binh sĩ và một trung đoàn xe tăng thuộc tập đoàn quân xe tăng 2 tham gia hỗ trợ do hai tướng Walter Schott và hai Guderian chỉ huy.
Do tính bí mật nên đến phút 89 của cuộc tấn công, Hồng quân Liên Xô trong pháo đài không hề có một kế hoạch phòng thủ ban đầu. Trái với quân số được vũ trang đến tận răng đã ngấm mùi trận mạc của Đức Quốc xã, Hồng quân có một lực lượng phòng thủ khá mỏng yếu. Vào thời khắc Đức Quốc xã nổ súng, tại khu vực bên trong pháo đài Brest có khoảng 3.500 binh sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 44 và 333, Sở Chỉ huy và Đồn Biên phòng của Đội Biên phòng Cận vệ 17. Ngoài ra còn có một đơn vị quân y và một đại đội bảo vệ khu quân y. Pháo đài còn là nơi sinh sống của các học viên trường quân sự và 300 hộ gia đình các sĩ quan chỉ huy lẫn thường dân làm công tác phục vụ trong quân đội. Cho đến sau cuộc chiến bùng nổ thì hàng loạt binh sĩ và nhân dân ở phía ngoài pháo đài mới kéo vào trong tìm nơi trú ẩn và chiến đấu, nâng lực lượng của Liên Xô lên khoảng 8.000 người. Như vậy, tính từ trước khi trận đánh nổ ra, tổng số quân phía Liên Xô chỉ có khoảng 4.000 binh sĩ bên trong pháo đài, ít hơn so với 17.000 binh sĩ của lực lượng ban đầu phía Đức Quốc xã. Tuy nhiên, nếu tính thêm tổng quân số các đơn vị phối hợp phía Đức Quốc xã, con số chênh lệch sẽ còn cao hơn rất nhiều. Sở dĩ hàng phòng thủ trong pháo đài Brest trở nên mỏng manh như vậy, một phần là vì mặc dù trên lý thuyết đây là nơi đóng quân của sư đoàn bộ binh số 6 của Hồng quân Liên Xô, tuy nhiên vào thời điểm đó, 4 trung đoàn bộ binh bao gồm cả các đơn vị pháo, xe tăng thuộc sư đoàn 6 lại đang tham gia một cuộc diễn tập và không kịp rút về trước khi quân Đức tấn công và bao vây pháo đài. Vì vậy, lúc bấy giờ pháo đài Brest gần như không có bất cứ một phương tiện chiến đấu nào ngoài vũ khí cá nhân, do đa phần các xe tăng, pháo cũ đều đã bị hư hỏng và đang trong tình trạng sửa chữa. Còn những khí tài hạng nặng còn sử dụng được thì lại bị sư đoàn 6 mang đi tập trận hết. Và thế là vào lúc 3 giờ 15 phút, rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, theo đúng kế hoạch tác chiến của Đức Quốc xã, trận tấn công pháo đài Brest chính thức bắt đầu. Trong những giây phút đầu tiên, thành phố Brest và pháo đài đã bị tra tấn bởi những trận oanh tạc dữ dội của quân Đức. Các trận mưa bom bão đạn của pháo binh từ bên kia biên giới không ngừng xả xuống toàn bộ pháo đài Brest, tiêu diệt mọi cứ điểm phòng thủ từ thô sơ đến kiên cố nhất. Ước tính đã có hơn 4.000 quả đạn pháo được quân Đức nã vào pháo đài và thành phố Brest. Theo kết quả ban đầu, quân Đức đã thành công phá hủy hầu hết các nhà kho và nguồn cung cấp nước bên trong pháo đài. Đồng thời, các nhóm gián điệp phía Đức cũng đã thành công gián đoạn liên lạc của lực lượng quân đồn trú Liên Xô ra bên ngoài. Thế nhưng, ngay cả đến khi pháo binh Đức phủ đầu pháo đài Brest bằng loạt bão đạn và sới tung cả khu vực này lên, thì những binh sĩ Hồng quân Liên Xô vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi những tốp quân Đức cải trang quân phục Liên Xô đánh chiếm các chốt giao thông trọng yếu bên ngoài pháo đài, Hồng quân vẫn cho rằng binh sĩ của phe mình đang tấn công nhầm. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn khi cuộc tấn công nổ ra, trước đòn đánh nhanh như điện của các đơn vị thiện chiến Đức, lực lượng quân đồn trú Liên Xô đã bị thiệt hại nặng nề. Mọi việc diễn ra quá nhanh và kèm theo đó là đường liên lạc bị gián đoạn, khiến các sĩ quan chỉ huy không thể nắm được tình hình để ra chỉ thị cho các đơn vị cấp dưới tiến hành phòng thủ và khiến quân Liên Xô bị chia cắt thành các ổ đề kháng lẻ tẻ biệt lập. Vào lúc 3 giờ 45 phút, pháo binh Đức ngừng nã đạn để nhường đường cho lực lượng bộ binh tràn vào đánh chiếm pháo đài. Cuộc chống cự diễn ra ác liệt nhất tại khu vực cổng Terespolsky. Do thiếu vũ khí chiến đấu trầm trọng, Hồng quân Liên Xô không còn cách nào khác phải sử dụng chiến thuật đánh giáp lá cà, tức là núp trong các ô cửa sổ của pháo đài, chờ những tốp binh sĩ Đức tiếp cận đủ gần, rồi dùng tất cả những gì có thể chiến đấu được như là báng súng, lưỡi lê, ván gỗ hay thậm chí là dùng những chiếc chào để đấu một chọi một, sau đó tận dụng lại chính vũ khí của quân Đức để thiết lập một cụm đề kháng nhỏ lẻ bảo vệ bên ngoài pháo đài. Bằng sự kháng cự bền bỉ của mình, các cụm đề kháng của Hồng quân Liên Xô đã khiến quân Đức mất rất nhiều thời gian và sinh lực để đối phó. Tuy vậy, những binh sĩ Đức dày dạn kinh nghiệm chiến trường cuối cùng vẫn thành công chiếm được cây cầu trước cổng Terespolsky, con đường dùng để đột kích và đánh chiếm pháo đài. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sau khi thành công dẹp được các cụm đề kháng bên ngoài, Đức Quốc xã lại vấp phải một vấn đề lớn hơn. Đó là khi vào sâu phía khu vực thành nội của pháo đài, các cụm đề kháng có hệ thống, có sự chỉ huy của những sĩ quan Liên Xô đã kịp thành lập. Các cụm đề kháng lúc này có quân số lớn hơn, được trang bị vũ khí tốt hơn và được chỉ huy một cách bài bản chứ không hề tự phát như phía bên ngoài, khiến quân Đức rất khó khăn để có thể tiến công dù nắm trong tay lực lượng cùng hỏa lực vượt trội hơn hẳn. Vào lúc 13 giờ cùng ngày, lực lượng đồn trú Liên Xô bắt đầu bật chế độ phản công, đánh bật quân Đức khỏi các đầu cầu, các ngã ba, ngã tư của các tuyến giao thông để chiếm vũ khí, đạn dược và sau đó rút ngược trở lại phía trong pháo đài. Vì vậy, dù mở nhiều cuộc tấn công, sử dụng đủ mọi vũ khí hầm hố nhất từ pháo hạng nặng, pháo phản lực đến súng phun lửa, Đức vẫn không thể ngờ được sức chiến đấu và kháng cự của quân và dân đồn trú Liên Xô bền bỉ hơn dự tính rất nhiều. Một số binh sĩ Đức đã cải trang thành sĩ quan Liên Xô với mục đích làm rối loạn hệ thống chỉ huy bên trong pháo đài, cũng không thể giúp phía Đức giành được khu vực này trong ngày đầu tiên. Kế hoạch khiến pháo đài Brest bị thất thủ trong vòng 12 giờ của Đức đã hoàn toàn bị phá sản.
thành công bảo vệ pháo đài trong ngày đầu tiên, phía Liên Xô cũng chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Bước sang ngày 23 tháng 6, riêng trong khu vực doanh trại là một trong những nơi giao chiến dữ dội nhất với số lượng thương vong khủng khiếp, đã chỉ còn khoảng 18 binh sĩ Liên Xô đủ khả năng chiến đấu. Tuy vậy, người dân sống trong pháo đài vẫn đồng lòng hỗ trợ lực lượng Hồng quân hết mình. Họ tham gia cứu chữa những binh sĩ bị thương, tiếp đạn, thu gom lương thực vũ khí từ các kho quân nhu gần như đã bị phá hủy hết bởi quân Đức. Thậm chí, những thanh niên có sức khỏe đã cùng nhau xung phong cầm vũ khí để chiến đấu cùng lực lượng Hồng quân và tạo thành những tốp lính hỗn hợp. Vì vậy, nhận thấy được việc sử dụng chiến tranh chớp nhoáng để nhanh chóng hạ gục pháo đài Brest trong vài giờ như dự tính là điều quá khó khăn, Đức đã quyết định chuyển sang phương án bao vây pháo đài lâu dài. Tối ngày 24 tháng 6, sư đoàn 45 của Đức đã dùng lực lượng biệt kích tinh nhuệ bất ngờ đột nhập đánh úp và chiếm cổng Terespolski, dồn quân số phòng thủ còn lại của quân đội Liên Xô về phía cổng Khoprin. Những nhóm binh sĩ Liên Xô từ các cổng khác đã lợi dụng đêm tối vượt qua tường thành vào bên trong pháo đài để gia nhập nhóm phòng thủ ở cổng Khoprin. Để phối hợp hành động có hiệu quả, trong đêm 24 tháng 6, tại sở chỉ huy phòng thủ lâm thời đặt dưới hầm doanh trại của trung đoàn 44, ban chỉ huy lâm thời đã soạn thảo và công bố bản mệnh lệnh số 1 để biên chế lực lượng thành các trung đội và phân công các vị trí phòng thủ. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra căng thẳng trong vòng 2 ngày. Cho đến ngày 26 tháng 6, Đức nhờ sức mạnh quân sự áp đảo đã làm chủ một phần pháo đài Brest. Nhưng lực lượng Hồng quân còn lại trong pháo đài vẫn liên kết chiến đấu được với nhau dưới sự chỉ huy của đại úy Ivan Chubachov và chính ủy Zephin Famin. Cũng trong đêm hôm đó, lực lượng đồn trú Liên Xô trong pháo đài Brest đã tiếp tục cố gắng đẩy lùi các đợt tiến công của quân Đức, nhưng rất tiếc là không thành công và phải chịu những tổn thất nặng nề. Ngày 27 tháng 6, sau một tuần kể từ ngày mở đợt công kích đầu tiên, do quá mệt mỏi với việc phải tấn công vào từng điểm hỏa lực, lùng sục để tiêu diệt từng binh sĩ Hồng quân một, à giết nhầm, còn hơn bỏ sót, Đức Quốc xã đã quyết định huy động hỏa lực pháo binh hạng nặng, tấn công vào từng căn nhà mà họ nghi ngờ có quân Liên Xô ở bên trong. Thậm chí các sĩ quan chỉ huy Đức còn cho rằng một cách nhàn và nhanh nhất là sử dụng hỏa lực thật mạnh để san phẳng luôn toàn bộ khu vực Brest. Khi đó quân Đức sẽ dễ dàng chiếm được nó hơn là phải vật lộn tấn công từng căn nhà một. Để thực hiện, quân Đức bắt đầu sử dụng những khẩu pháo cỡ nòng 540 ly bắn ra những viên đạn nặng khủng khiếp lên tới 1,25 tấn. Cùng với đó là hai khẩu pháo 600 ly chuyên dùng để phá bê tông, sức nặng của đạn lên tới 2 tấn. Sức công phá của những khẩu pháo này đã trở thành một nỗi khiếp đảm cho Hồng quân Liên Xô trên trận địa khi chúng tạo ra những hố đạn khổng lồ rộng tới 30 mét cùng những thương tổn chết người kể cả khi không trực tiếp bị tấn công bởi chúng. Vì dù binh sĩ Hồng quân có nấp sâu bên trong pháo đài đi chăng nữa, nhưng trước áp lực của các vụ nổ liên tục do pháo Đức gây ra, đã có rất nhiều binh sĩ bị rách phổi. Trong bản tường trình sau trận đánh, tướng First Slipper, chỉ huy sư đoàn bộ binh 45 của Đức đã viết: từ phía tầng dưới cùng của tòa nhà cho đến các cửa sổ đã phát nổ khi kíp nổ được kích hoạt. Khi tòa nhà nổ tung, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét và tiếng rên rỉ của lính Xô Viết, nhưng những binh sĩ này vẫn tiếp tục chiến đấu đến cùng. Với sức công phá như vậy, chỉ bằng một vài phát bắn, quân Đức đã xới tung, cấy nát toàn bộ khu vực pháo đài và tiêu diệt phần lớn sinh lực Hồng quân Liên Xô, tạo tiền đề cho Đức mở ra kế hoạch tấn công cuối cùng để hoàn toàn kiểm soát pháo đài Brest. Trong các ngày 29 và 30 tháng 6 năm 1941, quân đội Đức Quốc xã đã mở những đợt tấn công với quy mô lớn, chọc thủng vào phòng tuyến của Hồng quân Liên Xô. Trong ngày 30 tháng 6, không quân Đức đã ném xuống hai quả bom xa tăng nặng 2 tấn phá sập hoàn toàn phần phía đông của pháo đài, với sức nổ làm rung chuyển cả thành phố Brest gần đó. Pháo đài Brest thất thủ. Cả hai thành viên ban chỉ huy lâm thời gồm đại úy Chubachov lẫn chính ủy Famin đều bị bắt sống. Hai sĩ quan Liên Xô này sau này đều nhận những cái kết đáng buồn. Đại úy Chubachov bị tống vào một trại tập trung dành riêng để tiêu diệt các tù nhân Liên Xô trong chiến tranh theo chính sách diệt chủng của Đức Quốc xã. Còn chính ủy Famin thì đã bị xử bắn ngay lập tức tại cổng Khôn vì ông là người Do Thái. Như vậy, sau 9 ngày chiến đấu ác liệt, quân Đức đã chiếm được toàn bộ phần nổi của pháo đài. Điều này có nghĩa là mục tiêu chiến lược chiếm được pháo đài Brest của Đức về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, họ đã tốn quá nhiều thời gian so với dự tính ban đầu là chiếm được khu vực này trong vòng 12 giờ, kèm theo cái giá phải trả về nhân mạng là khá đắt. Ước tính thiệt hại về người của Đức tại trận đánh pháo đài Brest là khoảng 8.900 binh sĩ tính đến ngày 30 tháng 6. Ngày 2 tháng 7 năm 1941, lực lượng chính của sư đoàn bộ binh 45 Đức đã rời khỏi trận địa. Một số lượng quân Đức vẫn ở lại, tiếp tục chiếm đóng pháo đài. Thế nhưng, trận chiến tại pháo đài Brest trên thực tế vẫn chưa kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Mặc dù lúc đó bề nổi pháo đài đã bị quân Đức chiếm đóng, ẩn sâu trong hệ thống hầm ngầm của pháo đài vẫn còn những chiến sĩ Hồng quân sống sót và họ vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu dai dẳng liên tục trong vài tuần tiếp theo.
Ba ngày sau khi quân Đức chiếm đóng pháo đài Brest, một trong những sĩ quan Liên Xô chỉ huy phòng thủ còn sống sót, đó là thiếu tá Piotr Gavrilov, đã luồn qua các ngăn hầm khác nhau và tập hợp được 12 binh sĩ còn trụ lại trong trận địa. Gavrilov đã chỉ huy tiểu đội gồm 12 người ẩn nấp dưới hầm ngầm và dùng chiến thuật tấn công bất ngờ để tiêu hao đáng kể sinh lực quân chiếm đóng Đức. Từ cuối tháng 6 đến tận gần cuối tháng 7, tiếng súng vẫn còn vang vọng trong các hầm ngầm và các tòa nhà đã bị bắn phá tan tành. Tuy nhiên, trong gần một tháng chiến đấu, lần lượt từng binh sĩ trong tiểu đội của thiếu tá Gavrilov đều lần lượt hy sinh vì khả năng tác chiến rất kinh nghiệm của các toán biệt kích Đức chiếm đóng pháo đài và cả vì thiếu thốn thức ăn, nước uống. Là người còn trụ lại cuối cùng, trong tình trạng bị đói khát và thương nặng, thiếu tá Gavrilov đã cố ăn cả phần rơm trộn dành cho gia súc để cố gắng sống sót cho đến ngày 23 tháng 7 năm 1941. Trong tình trạng là da bọc xương, bị thương và ngộ độc thức ăn, thiếu tá Gavrilov vẫn chống trả quyết liệt trong suốt một giờ bằng súng ngắn và lựu đạn khiến một vài binh sĩ Đức thiệt mạng trước khi ông bị bắt sống. Theo các báo cáo của Đức Quốc xã, những ổ đề kháng của Hồng quân Liên Xô chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi hai nhà lãnh đạo Hitler và Mussolini, cựu thủ tướng Ý, đến thăm pháo đài Brest dưới sự canh gác và bảo vệ nghiêm ngặt của binh sĩ Đức. Để thanh toán toàn bộ những ổ đề kháng còn sót lại của Hồng quân, Bộ Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Đức Quốc xã đã hạ lệnh xả nước sông Bốc để dìm chết binh sĩ Liên Xô vẫn còn ẩn nấp đang chiến đấu dưới các hầm ngầm của pháo đài. Cho đến ngày 25 tháng 7 năm 1941, sau hơn một tháng từ khi trận đánh được châm ngòi nổ, một đơn vị Hồng quân đóng tại hậu phương xa xôi ở Liên Xô đã nhận được bức điện cuối cùng được phát không mã từ pháo đài Brest với nội dung: "Tình hình nguy kịch, pháo đài sắp thất thủ, chúng tôi sẽ tiêu diệt lũ súc sinh, chúng tôi sẽ nổ mìn bắt chúng chết theo chúng tôi." Từ đây, trận đánh pháo đài Brest, một trong những trận đánh mở màn cho chiến dịch Barbarossa vô cùng khủng khiếp của Đức Quốc xã và cũng là trận đánh mở màn của chiến tranh vệ quốc của Liên Xô, đã chính thức khép lại. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GSGO. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.